Xin chào các bạn đến với kênh Nhật Order. Hôm nay mình sẽ thao tác xem là tài khoản số điện thoại Trung Quốc có tạo tài khoản WeChat hay không nhé. Nhiều bạn hỏi là mua số điện thoại chung đấy thì có tạo được tài khoản WeChat hay không, thì để mình thao tác luôn để các bạn xem. Đây mình sẽ đăng xuất này. Số điện thoại chung của bên mình là khoản số điện thoại đã được đăng ký chính chủ bằng thông tin cá nhân của mình, nên các bạn không sợ việc cái sim bị khóa đâu. Khóa thì mình sẽ sang bên đấy mình tạo lại, mất thời gian một chút thôi. Còn cái việc mà đăng ký được tài khoản QQ và WeChat hay không thì các bạn theo dõi ở đây. Tài khoản QQ mình đã làm video trước rồi, tài đây không khoản WeChat, còn tài khoản Douyin thì chắc chắn sẽ được nhé. Bạn nào mà muốn sợ không đăng ký được mình sẽ đăng ký luôn cho, xong rồi mình quay sim các kiểu không lưu ý các bạn, ok chưa? Có thể nó rất lượng nhất rồi. Đăng ký số tài khoản này, đây mình sẽ điền này. Để như bình thường thôi. Rồi ở đây mình sẽ chọn Trung Quốc đúng không? Để chúng để lục rồi là số điện thoại là một mật khẩu hiện đại nhé, mật khẩu xong tích vật chọn này rồi. Chấp nhận là tiếp tục này. Ở đây sẽ đồng ý điều khoản, bạn tích vào hoặc chọn đồng ý. Đầu xác minh này, kéo mã captcha này. Đấy, thì số điện thoại chung vẫn phải quét mã các bạn, nó không có tác dụng gì. Nó vẫn yêu cầu đã đăng ký được bạn 6 tháng trước, thế này không cần đâu. Mình cũng không hiểu tại sao WeChat nó báo như này, nhưng mà lúc khoảng một tháng cũng nó quét được, đã kích hoạt WeChat Pay nên cũng không cần, nhưng mà ý là phải có một người khác quét cho mình mới được. Vậy nghĩa là số điện thoại chung vẫn không thể làm được các bạn nhé, nên các bạn đừng có hy vọng vào cái việc là lấy số điện thoại chung tạo tài khoản QQ WeChat dễ dàng hơn, mà ở đây nó bị cái local ấy, IP của bạn nó đang ở Việt Nam, nên là tất cả các hình thức quét đăng ký đều phải thông qua Việt Nam. Nó được định danh của bạn ở Việt Nam rồi, còn số điện thoại ở đâu không quan trọng. Đấy, thì mình đã làm video các bạn để các bạn biết được. Còn các bạn nào muốn mua số điện thoại chung để tạo số điện thoại tạo nick Douyin thì các bạn hãy lên kênh Order hoặc là kênh group của mình để liên hệ. Mình có cả Zalo, cả Facebook, mình để ở trên thông tin trên web video luôn. Các bạn liên hệ với mình để mua sim Trung Quốc sử dụng tài khoản Douyin này, Baidu này và tất cả các loại web khác trừ QQ và WeChat các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.